Rồi, em xin chào anh chị đang xem kênh của em nha. Thì bữa nay 18 tháng 12 rồi anh chị ơi, Tết tới rồi. Thì bữa em có chia sẻ lên cho anh chị về cái cách mà mình xử lý cái nụ nhỏ để cho nó kịp Tết anh chị. Thì cái cây này là chắc cú kịp rồi ha. Cây này là điển hình là mình làm trụ. Quay lên cho anh chị xem clip nào, hình như hầu nhất là anh chị có xem là biết cái cây này. Cây này mình lấy ngày mùng 7. Mùng 7 thì bữa nay nó 18 là 11 ngày nè. Đã 11 ngày nè. Nó vung lụa cỡ này nè anh chị, đã thấy chưa? Được 50% nha. Đó anh chị đừng có sợ mà nó vung vung lụa hết là nó chỗ sớm không có đâu anh chị. Nó còn rất là nhiều những nụ phía sau. Mình chỉ sợ trễ ra Tết ấy, nó mới chỗ bông là mình chơi không có đúng Tết, nó không có đúng ý nghĩa thôi. Chứ còn cái cây này đã theo em độ đó là tại vì từ ngày nó bung lụa là tầm từ 9 tới 12 ngày nó sẽ trổ hoa đầu tiên, thì nó bung lụa cách nay là 3 ngày rồi, là còn hết tuần sau nữa là 6 ngày nữa đi cho nó sớm là 9 ngày nó trổ nha anh chị. 9 ngày nữa là bữa nay 18 là ngay này, cây này ngay 27 nha, 27 sẽ trổ và nó gộ là ngay 30 mùng 1 nó gộ. Em quay cho anh chị xem nó là cái cách là em chơi bông chơi hoa mai là như vậy. Rồi em chia sẻ với anh chị là cái cây này nè, là hôm qua hôm kia em có phun nước đó, chia sẻ với anh chị là em phun nước với em tưới dắt dưới gốc nó vào giấc trưa đó anh chị. Và bữa nay nè nó đã bung vỏ trấu rồi nè, thấy chưa? Mình phải can thiệp đó, nó bung vỏ trấu là em nói như hồi nãy ha. Bữa nay là 18 và 9 ngày nữa là em cho nó chỗ sớm đó, 9 ngày nữa nó mới có chỗ bông đầu tiên nha, là ngày 27 chỗ cho anh chị. Là bữa nay bung lụa là 27, 28, 29, 30, những ngày đó cây sẽ gộ nha, nó kịp Tết nha. Còn những trường hợp như những cây của anh chị mà nó chưa có bung lụa như của em nè, thì anh chị cứ tưới nước dưới gốc đó, anh chị tưới vào giấc trưa nó mới hiệu quả. Anh chị tưới vào giấc chiều á là giấc nó mát thì nó lạnh gốc anh chị, nó sẽ bị khựng liền. Nó em đã từng kinh nghiệm rồi, mình tưới giấc trưa nó giấc trưa nắng lên á nó tạo được cái ẩm có nhiệt á, nó ẩm cái gốc đó, ấm gốc đó, anh chị, nó sẽ thúc đẩy nó kéo nhựa lên nó nuôi cái nụ tạo thành cái búp này nhanh lắm. Nên anh chị mới thấy là mới có một cách một ngày một á, là hôm qua em bạn em không có lên clip được nè, mà bữa nay em trở ra em thấy nè nó nhiều lắm nha, chứ không phải là một một búp đó không đâu anh chị nè. Nè. Rồi nó gần cái cây này nè. Nó gần cái cây đã cái chỗ búp rồi đó anh chị. Em cũng phun hạn chế nữa. Em sợ phun nhiều quá rồi nó phun nước nhiều quá nó bay qua cái cây nụ bự này nè. Rồi nó bị nở sớm nè, em uổng nha. Cho nên em phun sương sương mà nó cũng búp, bữa nay bung vỏ trấu quá chừng luôn rồi nè. Đó là một tin vui nha, mình đã khắc phục được cái tình trạng cái nụ nhỏ anh chị. Đó. Thì em chia sẻ lên cho anh chị nào có cái cây mà nó tình trạng nụ nhỏ nó chưa bung lụa như từ đây tới 20 là phải cho cỡ nào gỡ cho phải cho cây nó bung lụa. Nó bung lụa xong á, mình muốn ra xử lý để cho nó kịp Tết á anh chị. Bữa 20 là nó trễ nha. Bữa 20 là nó tới 30 á là 10 ngày, nó chỉ chỗ cái bông này thôi. Nó trong một cái nụ á, nó ra là 4 5 bút anh chị thường á. Nó chỉ một chỗ một búp đầu tiên thôi, lúc đó mình sẽ xử lý anh chị. Sợ á, mình pha Atonis nè, anh chị pha vô với thuốc sâu bọ chỉ luôn là nó bung lụa. Anh chị phun vô nó sẽ kích thích nở sớm 1 2 ngày nữa là lói 28 nó chỗ cái bông này đi, cái búp đầu tiên đi, là 2 ngày nữa là những cái búp này nó mới gộ nha anh chị. Những cái búp nhỏ nó mới gộ là cây của anh chị ngay 30 Tết nha, là tối thiểu là ngày 10 nó sẽ bung lụa, nó mới ngay 30 Tết nha. Còn mà cái ngày 10 nè, ngày 20 chứ, em lộn nha, ngày 20 mà chưa bung lụa là thua, là trễ. Em bảo đảm với anh chị là nó trễ liền. Cây cái của em là em lãi là nó bung lụa không gầy 3-4 ngày rồi. Nó mới phát triển được cỡ đó thôi nè, em có phun sâu bọ chỉ nhưng mà nó vẫn ăn nha anh chị. Nó hay là hay vậy đó nè, anh chị thấy nó đen đen cái đầu là nó bị đó. Đó. Cho nên em khuyên anh chị là phải phun. Mình không phun là
Con sâu bà chỉ nó ăn hết trơn luôn anh chị ơi, nó ăn dữ lắm. Hôm qua hôm kia em có quay lại thấy cái nụ trên này nè, là nó ăn nè. Đây nè anh chị, nè thấy chưa? Em phun nó chặn đứng nè, chứ không thôi nó ăn là hết luôn nha. Đó, nó ăn hư hết hai bóp rồi anh chị thấy chưa? Nó cạp nữa rồi đó. Đó là những nụ này nè, nè không còn một bóp nào luôn nè. Đó là cái nụ này em phát hiện đầu tiên nè, rồi em phun á. Giờ chiều nay em sẽ phun nữa nè, là phun lần hai nha. Đó, không phun là nó ăn dữ lắm anh chị, không biết đâu nè, nó đen đen cái đầu này nè. Đó là do con bọ chỉ anh chị nó hút á, nó hút cái nhựa đó cho nên nó khô á. Rồi nắng nó gặp nắng cái nó héo luôn. Rồi còn cái trường hợp cái cây nụ bự này nè anh chị, mình muốn phun sâu vào bọ chỉ á thì anh chị nên phun vào giấc chiều mát nha. Tại vì anh chị phun vào giấc này nè, nè đang nắng nè. Đó, em cố tình để nắng em quay tiếp em nói cho anh chị nghe nè. Nắng nè anh chị phun ha. Nhưng mình không biết cái mình phun vào giấc trưa này nè. Mình tính phun giống như cái cây nụ nhỏ đó anh chị. Thì mình phun vào giấc trưa này nè, cái nắng lên á nó sẽ tạo cái độ có cái nhiệt. Nó kích thích cái bớp của mình nè. Là nó chỗ sớm lắm nha. Là trước ngày 27 28 á là nó chỗ trước là uổng lắm. Mình để tự nhiên như nè. Thì cho nó tới 27 28 nó sẽ chỗ lai gai. Và những cái nụ con còn lại á là tới 30 mùng 1. Nó rồi những nụ nhỏ nữa đó là mùng 2 mùng 3 là nó sẽ chỗ gộ trong 30 mùng 1 mùng 2 mùng 3. Là ba ngày đó là cây gộ dữ lắm anh chị nè. Đó, anh chị thấy. Đó. Nhỏ lớn nó có đều đủ loại hết trơn nha, chứ không phải là mình để tự nhiên như nè, mình lãi lá trước á, mình lãi lá trước để cho cây nó tự nhiên nó phát triển á, thì nó có cái nụ đều với nhau, chứ không phải là như mình xử lý cái cách mình xử lý như là mình xịt á, thì cái nụ của nó mình xịt á là nó sẽ kích thích đều hơn nha, cho nên cái bông cái cây mình lãi trễ á, mình chơi bông nó ngắn hơn cái cây mình lãi trước để cho nó tự nhiên như nè, mà đừng có quá sớm. Ví dụ như trước là trước cỡ lối cây này là em lãi mùng 7 nè, là em canh cỡ lối 25 nó cái sẽ có chỗ hoa lai gai tới 27 28 29 nó bắt đầu nó chỗ hơi gộ một tí là 30 1 2 3 nó mới đẩy gộ nha. Nè cây nhỏ này nó nắng lên hồi sớm á, em hồi sáng là em quay rồi em cắt, rồi tới chắc chưa em đợi chắc chưa em quay cho anh chị coi nè, nó phát triển nhanh lắm. Đó cái nụ hồi sáng nè, hồi sáng em quay cái nụ này giờ nắng nè hơi chói chói anh chị không thấy không rõ ha, nè nó bự hơn hồi sáng tí nữa anh chị, nó nhanh lắm. Mình có phun nước hồi nãy em có mới phun nè, cái thân nó còn ướt đó anh chị thấy không. Đó em canh chưa nắng như này rồi em phun nè, và dưới gốc đó em cũng có tưới nữa nè. Để em đi xuống cái cây dưới lãi ngày 8 cho anh chị coi cái bông này nè, rồi em nói thêm á là anh chị sẽ hiểu về cái bông mai, cái độ chính xác của nó nở hoa vào ngày mấy á, thì cho em nói rồi cặn kẽ luôn cho anh chị sẽ biết cái canh được cái ngày bung lụa là anh chị canh đúng tết à. Nè cây mai em trồng mai thường mà nó bông nó quá đẹp nè anh chị, thấy không? Em sẽ lấy cái bo này em ghép vô mấy cây mai bông không đẹp á, em sẽ chọn lọng lại. Em chơi ít à, phái chơi 5 cánh hơn anh chị, 5 cánh loại dày bông bự á. Nè cây này lãi ngày 8 nè, sau cái cây hồi nãy một ngày nè anh chị thấy chưa. Đó là lý do sao sau một ngày mà nụ nó muốn lớn hơn, là lý do là ngoài này nó nắng nè anh chị thấy không. Hồi nãy cái cây em quay hồi nãy nó khuất nắng tầm tới 11 giờ nó mới có nắng, cho nên nó che nắng là nó cũng giảm cái quá trình nó phát triển nữa nắng. Nè em coi là cái ngày 8 á, anh chị nào có coi cái clip á là em lại cái cây này ngày 8 là những nụ này nè, ba nụ này nè, bây giờ nó chỗ này ha là nó đã bung lụa, giờ bung cỡ này nè nè, đó là cái ba cái nụ nó chỗ hồi nãy nó là nó bung cỡ này nè, là em mới lại lá là nó đã bung lụa vậy rồi. Là ngày 8 bữa nay ngày 18 là 10 ngày nha anh chị, 10 ngày nó mới nở nha. Đó là nó nở bông đầu tiên rõ ràng thấy không anh chị thấy không.
Rồi em nói chính xác không? Nè ba ba nụ nó chỗ ba bông nè. Đó ngày mai ngày mốt nó mới chỗ những cái nụ con đó, em tạm gọi là nụ con đó. Nó mới đồng loạt nha, nè còn quá trời nhiều nè. Nó chỗ lên mới đồng loạt. Nè ba cái cuống nụ rõ ràng nè ha. Đó. Giờ nó chỗ lên ba bông. Đó là 10 ngày. Bữa nay đúng là 10 ngày luôn thì em dự đoán là 9 tới 12 ngày. Tùy theo cây, nếu mà cây này nó ở trong gập như cái cây hồi nãy em quay trước á là nó sẽ 10, 11, 12 ngày nó mới chỗ nha. Tại vì trong nó ít nắng á, trong gập á là nó sẽ lưa lưa ra cũng như nó lạnh đó anh chị. Nó sẽ lưa kéo dài thời gian ra. Nó. Rồi quay qua cái cây em xử lý như cái cây gì trên trước nè. Nè. Coi bằng nụ nó nhỏ chít luôn anh chị, nhưng mà bữa nay em xử lý mới 2 ngày thôi nó đã bự rồi. Và em thấy bên đây đó, có 1 2 nụ nó cũng đã gần bung vô chấu rồi nè anh chị thấy nè. Đó đó là tin vui nha, trưa nay em xịt nữa và em tưới gốc nữa, với cái lượng nước tưới của mình á là ước nửa cái bầu thôi anh chị đó. Anh chị chưa có xem được cái clip trước của em á thì cái này em nói luôn cho anh chị đó được biết, cái áp dụng là nó thành công à. Nó anh chị tưới nước ước cảm thấy ước nửa cái bầu thôi, cái chừng gỡ 11 giờ anh chị pha nước thôi. Anh chị nào chưa có xịt sâu vào bọ chỉ thì pha thuốc sâu rồi chỉ xịt luôn nha, xịt lên thân này nè, tầm 11 giờ anh chị xịt xịt khoảng tiếng sau cái nó khô rồi đó, cái mình xịt nữa nó rồi khô nữa xịt nữa, chịu khó ra xịt. Em nói là anh chị lãi lá mà nó muộn rồi, với cái nụ nhỏ đó, mình cực công lắm đó, rõ ràng cho anh chị. Mình lãi trước, em lãi năm nay em lãi mùng lối mùng là em khỏe ghê hà, tùy theo thời tiết mỗi năm nha, cho nên không có gom được, không có gom chung được. Nhưng mà chung là chung cái chỗ này nè, mình lãi trước mình sẽ có bông cho dây dẫn hoài luôn, chứ không phải là ra Tết nó mới chỗ đó. Mình khỏe là khỏe như vậy, còn cái trễ mình phải xử lý cho nó kịp Tết, nó cực lắm anh chị, rồi tốn công nên rồi tốn tiền nữa. Tốn tiền là mai mốt cây này không kịp nữa, là từ đây tới ngày 20 mà nó không bung lụa, không bung lụa nhiều á, em sẽ kết hợp Atonis em phun nha, nó mới kịp, mới thúc đẩy lên. Còn cái nước với nước tưới gốc với lại mình phun nước hàng ngày đó, anh chị cứ tiến hành phun tới hoài vậy đi, khi nó tạo thành cái búp rồi như cây lớn bên đó đó, cây nãy vừa rồi đó, mình vẫn phun phun điện cho nó chỗ trước Tết, lối 28 nó chỗ á, là 29 30 mùng 1 nó mới gộ. Tại vì nó chỗ 1 2 bông trước lai gai thôi, mà nó nhiều nụ thì anh chị thấy nó vàng cây hết trơn. Mà mình sợ không phải, nó gộ một cái là những cái búp con đó, nó mới gộ nha anh chị. Rồi em xin cuối clip nha, không làm mất thời gian của anh chị nữa. Em xin chúc anh chị áp dụng thành công để mà Tết mình có bông mai mình chơi nha anh chị. Rồi cuối năm mà em xin chúc anh chị được nhiều sức khỏe nha, và làm ăn được khấm khá chút nha anh chị. Rồi hẹn anh chị ra ngày mai, em sẽ lên clip hàng ngày để cập nhật tình hình về cây mai để mình rút kinh nghiệm năm sau mình áp dụng thì nó khỏe nha anh chị. Rồi chào anh chị, hẹn anh chị gặp lại ngày mai nha, 6 giờ nha anh chị.